giới thiệu, đây là bộ dàn sai trung, dòng đề cao cấp đến từ thương hiệu Sony, model là Sony VF1. Bộ dàn này gồm có hai thớt rời, phía trên là thớt âm ly, phía dưới là thớt sụt rau. Trên thớt âm ly này, mình có thể chỉnh được bass, treble, chỉnh được super bass siêu trầm. Mặt âm ly là phai nhôm xước như vậy, thiết kế rất là đẹp. Tuy đây là một bộ dàn xoay trung, nhưng mà cái kích thước chiều ngang của cái âm ly này là 36cm, bằng với một cái âm ly của bộ dàn xoay đại. Âm ly rất là nặng nha, hậu âm ly sâu và kích thước tương đối khá lớn. Mình trưng bày bộ dàn này ở phòng khách hay là phòng ngủ, nhìn rất là đẹp, bắt mắt và rất là hoành tráng luôn. Phía dưới này là thớt sụt rau. Ở đây nó có một cái nút bật ga để mình kết nối được các thiết bị ngoại vi qua ngõ video 3 này. Trên thớt sụt rau này mình có thể kết nối được với hai lo rời, tức là tổng cộng bộ âm ly này mình có thể đánh được hai lo hoặc là bốn lo cùng một lúc. Mình có thể chỉnh được hiệu ứng âm thanh vòm cho cái tiếng nhạc bay bổng hơn, hiệu ứng âm thanh nhiều hơn để các bác xem phim, nghe nhạc, xem đá banh hoặc là nhiều thể loại giải trí khác cho chất lượng âm thanh bay bổng hơn, hay hơn và chất lượng hơn. Lo sim theo dàn Sony VF1, đồng bộ giữa lo và âm ly đều là made in Japan. Bass của lo là 16cm, tiếng bass rất là sâu, dày và mềm. Thông thường á, thương hiệu Sony sẽ cho tiếng bass rất là dày nhưng mà cứng, mình nghe lâu dài rất là tức ngực. Nhưng ở cái dòng cao cấp VF1 này, cái tiếng bass nó vẫn sâu đúng chất của Sony nhưng mà kèm thêm rất là mềm mại, dễ chịu, đánh đa thể loại nhạc đều hay. Đây là một cái điểm đặc biệt chỉ nằm trên những cái dòng cao cấp. Kiện titan xung quanh của lo còn sáng bon, rất là đẹp luôn. Thùng lo rất là lớn cho cái bass cộng hưởng nghe nó chắc hơn, ấm hơn, mềm mại hơn. Và phân tầng phía trong lo rất là khủng, cho chất lượng âm thanh rất là hay. Còn phía trên này là một cái chép vàng. Cái chép này tạo hiệu ứng âm thanh vòm, cái tiếng chép rất là vang, len keng và bay bổng. Chép vàng này chỉ nằm trên một số mẫu lo dòng cao cấp. Và cái chép này rất là mềm nha. Phía trong của cái chép được bọc nhựa 4 cánh và phía ngoài là được bọc kim loại màu đen. Khi mình kết nối giữa âm ly và lo này giống như là mình đang mở một cái clip nhạc mà có chế độ hi-fi âm thanh vòm. Cái bộ dàn này á, ngoài bass sâu bị cái phần trung âm, tức là cái tiếng mid và cái tiếng treble rất là hay để mình nghe được đa thể loại nhạc, nhất là các bác nghe nhạc vàng là hay xuất sắc. Và bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của cả hai lo. Mặt tiền của lo đẹp long lanh nhưng mà xung quanh lo thì có chày xước trong quá trình vận chuyển, nhưng mà tổng thể thì còn tương đối khá mướt mắt và đẹp. Sony VF1 công suất lo là 70W một thùng, 140W trên cặp lo, trở kháng của lo là 6 ohm, đồng bộ giữa lo và âm ly là made in Japan. Công suất của âm ly là 80W, hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Công suất của thớt sụt rau này là 30W. Công suất tổng của âm ly và sụt rau này là 110W. Thớt sụt rau này cho mình kết nối thêm 2 lo rời, tổng cộng âm ly này đánh 4 lo và kết nối được thêm 2 súp điện rời và rất là nhiều ngõ in out để các bác kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Các bác cần mua hàng, cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu các bác chuyển đủ 100%, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Và bây giờ em sẽ test thêm một đoạn nhạc vàng cho các bác tham khảo hết chất lượng âm thanh của bộ dàn cao cấp Sony VF1 này. Rồi em xin kết thúc clip. Các bác cần tư vấn, cần mua hàng, cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 giúp em. Quán trọ chân
cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời xanh. Người thì lao đao, còn người kia trông sáng giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều cô đơn. Đời tự mây bay đâu ai hay làm kiếp người. Nơi chốn du hành là địa ngục chân thành.